Về một cái chủ đề là vì sao em Trinh chọn làm đối tác với Secuwork Community, mà trong quá trình em Trinh đã làm rất là nhiều công việc truyền thống đúng không ạ? Tại sao em Trinh chọn ở đây là một cái doanh nghiệp riêng cho mình, và đâu đó thì mong muốn những chị em nào như là bỉm sữa, công nhân hoặc là những anh chị em nào muốn làm thêm để chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập bền vững, xây dựng một cái doanh nghiệp riêng cho bản thân mình, thì hãy tham khảo cái livestream của em Trinh ngày hôm nay. Và hứa hẹn với mọi người là không có mất thời gian của anh chị em mình đâu ha. Anh Hùng chiều cơm nước gì chưa anh? Em miền Tây nhưng mà em thích nghe nhạc miền núi lắm cả nhà. Cái nhạc của miền núi á, cái giọng của nó nghĩa là nó dứt khoát á, nghe rất là thích. Với lại nó có rất là nhiều câu, rất là có ý nghĩa. Chào cậu ba nha. Cho em Trinh vài phút để chia sẻ vào nhóm ha mọi người. Đợi em Trinh vài phút nha. Ở nhà mình thả tim cho em Trinh để không bị mất tương tác với cả nhà. Ồ, chào Triệu Điệp, chào Hoàng Vân nha, chào Lục Hàng nha. Mình cho em Trinh mỗi người một tim nha cả nhà, một tim thôi mọi người ơi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Thì hôm nay em Trinh chỉ live tầm 1 tiếng đồng hồ ha cả nhà, tại vì hôm nay có buổi họp team đó, nên là em Trinh dành 1 tiếng đồng hồ nha. Buổi livestream này thì sẽ giúp chị em chúng ta có thêm một cái thu nhập mới, nếu như anh chị em nào mong muốn chúng ta có thêm một nguồn thu nhập. Chào Thi Phê nha. Thì tất cả mọi người trong đây đúng không ạ? Có ai có một nguồn thu nhập không ạ? Có ai có nhiều nguồn thu nhập có thể comment giúp em Trinh không ạ? Hiện tại mọi người có bao nhiêu nguồn thu nhập ạ?
và anh chị em mình mong muốn có bao nhiêu nguồn thu nhập trong tương lai. Có thể comment để giao lưu nha. Ok, chị chào Phi Lê nha. Chào chị Phi Lê, em cảm ơn chị rất là nhiều. À, và hôm nay em Trinh sẽ có một cuộc trò chuyện với một cổ đông. Và bạn ấy cũng là công nhân, nhưng mà bạn ấy đã bỏ công việc của mình, không phải bỏ nhưng mà bạn ấy đã có một cái sự thông minh là đã tìm cho mình một cái lục vàng có hai nguồn thu nhập tuyệt vời. Chào Lê Phước ha. Ok, cảm ơn cả nhà mình. Rồi, ok. Bây giờ là 18:42 đã lố 2 phút rồi ha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ em Trinh nhờ mọi người ha, giúp một cánh tay nói dài có thể thả tim giúp em Trinh bài livestream này nó không bị trôi ha cả nhà. Thì lời đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì em Trinh xin chúc tất cả mọi người có thật là nhiều năng lượng vào buổi chiều ngày hôm nay, cùng vui vẻ cùng gia đình được không ạ? Và chị em nào đang xem livestream và mong muốn có thể chia sẻ cái đường livestream này cho những bạn bè yêu quý của chúng ta biết, để chúng ta có thể là giúp đâu đó những bạn bè của mình có thêm một cái nguồn thu nhập để cho chúng ta cải thiện được cuộc sống, hoặc là có đâu đó có rất là nhiều người họ mong muốn tìm những cái cơ hội mới, những cái nguồn thu nhập mới, và chúng ta có thể là một cái người cánh tay nối dài để giúp tất cả chị em phụ nữ hoặc những anh nam. Nói chung là môi trường này thì ai cũng có thể làm được, quan trọng là chúng ta có cái sự nhiệt huyết và chúng ta có mong muốn phát triển hay không. Thì ai cũng có thể làm được, Trinh thấy rồi, ai cũng có thể làm được, từ một người bán vé số, một người doanh nhân, một người thành đạt rồi họ vẫn có thể làm được, đúng không ạ? Nên là những người giàu á, thường thì họ có rất là nhiều nguồn thu nhập chứ không lệ thuộc vào một nguồn thu nhập ha quý anh chị ha. Lại tuột like của anh Trinh rồi, nên mọi người hãy tap tên giúp Trinh nha, chia sẻ giúp Trinh vào một vài đường livestream, vào đội nhóm giúp Trinh ha. Thì lời đầu tiên thì em Trinh xin chia sẻ về bản thân mình ha, cho tất cả quý anh chị và những anh chị nào chưa biết em Trinh. Hình như có anh Lê Phước Sky, hình như là em Trinh mới vừa biết đúng không ạ? Lục Quen thì Trinh biết nè, Phi Lê thì Trinh biết nè. Rồi Triệu Điệp, cùng Trinh cũng được giao lưu nè, Hàng Dân cũng được giao lưu nè. Đấy, thì hôm nay kể cả bản thân của em Trinh cũng vậy, tất cả mọi người đúng không? Tất cả quý anh chị chúng ta đều mong muốn chúng ta trong mọi công việc và mọi ngành nghề, cái đích điểm cuối cùng của chúng ta là sự tự do. Thì nếu như chúng ta muốn được tự do thì trước tiên chúng ta phải được tự do về tài chính, thì chúng ta mới được tự do về thời gian và lẫn tài chính, đúng không ạ? Nhưng bây giờ công nghệ rất là nhiều, đúng không ạ? Bây giờ có rất là nhiều anh chị em mình có rất là nhiều nguồn thu nhập chứ không phải lệ thuộc vào một nguồn thu nhập. Thế nên là mình đừng nên hạn chế bản thân mình, đúng không ạ? Nên là tốt nhất là chúng ta ít nhất phải có hai nguồn thu nhập thì chúng ta mới có một cái công việc, một cái sự là cuộc sống ổn định. Tại vì một nguồn thu nhập á, đôi khi là cái biến cố xảy ra thì mình không giữ vững được. Tốt nhất là chúng ta nên tìm cho chúng ta có một cái hai nguồn thu nhập ha mọi người ha. Và đây là một cái buổi mà livestream hôm nay em chia sẻ vì sao em Trinh làm đối tác cho Skywork Community. Và vì sao em Trinh lại chọn, trong khi công việc truyền thống là em Trinh có ngành, có nghề, có công việc ổn định, nhưng vì sao em chọn làm đối tác với Skywork Community, cũng như có rất là nhiều anh chị em đã từng làm đối tác Skywork Community, nhiều anh chị làm nhiều năm, nhiều anh chị mới vào cũng có. Nhưng hôm nay em Trinh em chào anh Trung Lai ha, cảm ơn Trung Lai đã là xem livestream của em Trinh. Nên là
rất là nhiều anh chị em mình biết đến Trinh rồi ha, đúng không ạ? Rất là nhiều, và em Trinh cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì công việc truyền thống của em Trinh là kinh doanh về truyền thống, lĩnh vực về truyền thống, như là bán kinh doanh mỹ phẩm, có một cửa hàng riêng. Thì đó là một cái công việc giống như là truyền thống thì anh chị mình biết rồi. Thì khi mà chúng ta bán được hàng hóa hoặc là chúng ta bỏ công sức của mình ra thì anh chị mình mới kiếm được tiền. Và giống như anh chị mình đang đi làm công việc ngoài truyền thống cũng vậy, là anh chị mình phải bỏ công sức của mình thì mới kiếm được tiền. Anh chị mình không bán thời gian, không có bỏ công sức thì sẽ không kiếm được tiền. Cái đó là cái nguyên lý rồi. Và bây giờ làm sao để chúng ta có một cái nguồn thu nhập, và vì sao em Trinh lại chọn đây là một cái doanh nghiệp riêng cho bản thân em Trinh, và cũng như là một cái nguồn thu nhập cho bản thân mình. Thì ở ngoài truyền thống không cho chúng ta đạt được cái gì ạ? Không cho chúng ta đạt được một cái gọi là cái nhu cầu cao, gọi là khi mà chúng ta làm việc nhiều thì chúng ta mới hưởng được nhiều. Và chúng ta khi mà chúng ta không làm việc thì chúng ta không có lợi nhuận. Công việc truyền thống thì không cho chúng ta cái sự phát triển lớn. Công việc của chúng ta cái thu nhập của chúng ta không được phát triển lớn. Đó là một cái bên thiệt hại ở bên ngoài truyền thống mà Trinh đã làm nhiều năm qua, là đúc kết cho mình một cái kinh nghiệm. Và vì sao thì em Trinh lại chọn Skywork Community? Thì phải có lý do, đúng không ạ? Trước tiên là chúng ta phải chọn về một cái doanh nghiệp đó phải như thế nào, nó có giữ vững hay không. Khi mình bắt đầu hợp tác thì mình phải tìm hiểu một cái doanh nghiệp này nó có đứng vững ngoài thị trường hay không, thì đó là một cái nền tảng cũng như là cái nền móng để chúng ta lựa chọn một doanh nghiệp. Nếu như mà mình đầu tư sai đi là chúng ta sẽ bị mất tiền, một mình không sao, nhưng khi mình đã quyết định mình đi hệ thống rồi thì bắt buộc chúng ta phải có một cái nền móng vững chắc để chúng ta hướng dẫn mọi người tìm kiếm cơ hội để chúng ta kiếm tiền, đúng không ạ? Và khi chúng ta kiếm được một cái kênh đầu tư tốt và chúng ta mong muốn để chia sẻ, chúng ta có thể có một cái công việc ở nơi đây. Và Trinh đang làm đối tác Skywork Community là một cái quỹ kêu gọi vốn cộng đồng với nền tảng crowdfunding, chứ không phải là Trinh đang hợp tác với ngài chủ tịch Anatoly Unitsky. Ngài chủ tịch Anatoly Unitsky chỉ là một cái người phân bổ cổ phần qua, và cái quỹ Skywork Community này họ đã đứng ra họ lãnh, và Trinh là người làm đối tác cho Skywork Community. Thì cái số cổ phần, cái số tiền thưởng bonus là bên Skywork Community sẽ có nhiệm vụ là trả những cái số tiền bonus cho Trinh. Và công việc ở đây á, chào thí độ nha. Thì ở đây khi mà chúng ta chọn, vì sao mà Trinh lại chọn ở đây, thì phải có một cái tiêu chí để chúng ta chọn. Cái thứ nhất là đây là một cái cơ hội độc đáo để tạo ra một cái môi trường, một cái tương lai sung túc cho bản thân mình và cho người thân của mình. Đó, đây là một cái yếu tố mà Trinh đã chọn. Thế nên là khi mình làm cái gì thì mình phải có đúng, phải có sai, nhưng mà mình phải chọn. Khi mà mình đã đưa mọi người vào thì tất nhiên là mình phải chọn, phải sàng lọc nó đúng, nó phải an toàn thì mình mới dám làm, đúng không cả nhà? Chào Hà Khoa nha. Và đây là một cái nơi mà em Trinh, một cái nơi mà Trinh đã biết nhiều ở bên ngoài, mà vì sao Trinh lại chọn ở đây. Và với cái hình thức bây giờ là Trinh rất là hạnh phúc, rất là vui và mong muốn lan tỏa cho rất là nhiều, và tất cả những chị em chúng ta ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể kiếm thêm từ cái môi trường này. Mà trong khi đó anh chị mình cũng không phải thuộc vào, không phải lệ thuộc thời gian. Thì Trinh sẽ sàng lọc, đây là cái 10 tiêu chí trong cái doanh nghiệp mà Trinh đã lựa chọn. Cái thứ nhất là đây là một cái cơ hội độc đáo để tạo ra một cái tương lai sung túc cho bản thân mình và cho người thân của mình. Cái thứ hai là Trinh muốn đóng góp vào tương lai an toàn và thân thiện với môi trường. Cái thứ ba nữa là loại hình vận tải này đang xây dựng tại những cái nơi mà em Trinh đã từng thấy, những anh chị mình đã qua bên đó rồi. Và những cái doanh nghiệp này là Trinh đã sàng lọc, và Trinh đã nhìn thấy cái vận tải này chạy như thế nào tại Etexco Bắc, và doanh nghiệp của chúng ta đã làm trải nghiệm tại Etexco Bắc hả mọi người ha. Và dự án này đã được ủng hộ 210 quốc gia. Thứ sáu nữa là loại hình vận tải này được cứu sống hàng triệu người. Và thứ bảy, loại hình vận tải này thoát khỏi tình trạng tắc đường. Thứ tám, loại hình vận tải này an toàn và thân thiện hơn xe hơi. Thứ chín là loại hình vận tải này nhanh hơn và rẻ hơn tàu hỏa. Và thứ mười là em Trinh đang ủng hộ cái dự án tổng công trình sư của nhà thiết kế Anatoly Unitsky. Thì trước tiên đó là một cái nguyên tắc của một công ty họ sàng lọc ra, nhưng mà cái tiêu chí của bản thân mình là như thế nào nữa thì chúng ta mới chọn lọc một cái doanh nghiệp này, đúng không ạ? Thì 10 cái tiêu chí mà em Trinh chọn lọc, cái thứ nhất là doanh nghiệp này phải đơn giản dễ hiểu, nghĩa là khi mà nói tới doanh nghiệp này thì tất cả mọi người đều phải là hiểu cái được một cái doanh nghiệp này như thế nào.
đúng không? Mình ban bán một cái sản phẩm thì nói ra người ta hiểu và cái công dụng của sản phẩm nó như thế nào thì người ta mới mới có một người tiêu dùng, thì chúng ta mới có doanh thu, đúng không ạ? Cái thứ hai là doanh nghiệp này có lợi thế và độc quyền bền vững đó, và doanh nghiệp phải là độc quyền bền vững thì không có sự cạnh tranh thì chúng ta ra thị trường chúng ta mới thắng được, đúng không mọi người? Chào Đông Giang ha, chào em Banh Nha, cảm ơn em. Thứ ba nữa là doanh nghiệp này sản phẩm phải phổ biến. Phổ biến nghĩa là gì? Nghĩa là cái sản phẩm này phổ biến cho tất cả những người tiêu dùng chứ không phải giới hạn một người tiêu dùng. Cái thứ tư nữa là doanh nghiệp sản phẩm này tạo ra người tiêu dùng đó, nghĩa là tạo ra người tiêu dùng, người ta sử dụng rồi có thể sử dụng lại. Cái thứ năm nữa là chi phí sản xuất thấp đó. Và thứ bảy nữa là biến độ lợi nhuận lớn. Cái thứ tám nữa là có khả năng tăng giá khi lạm phát. Và thứ 9 là sản phẩm quy trình vận hành toàn thế giới. Và thứ 10 là ban điều hành quyền lợi cổ đông có điều có lợi. Nghĩa là đây là cái 10 tiêu chí mà em Trinh viết ra cho bản thân mình khi lựa chọn một cái doanh nghiệp. Và doanh nghiệp UST này thì em Trinh đã live stream rất là nhiều lần, nó đã đủ những cái tiêu chí đó cho chúng ta đã lựa chọn một cái doanh nghiệp. Cái thứ nhất là cái tầm ảnh hưởng của ngài chủ tịch Anatoly Yunitsky, là ngài đã có hơn 40 năm để sáng chế ra một cái công nghệ, và hiện tại chúng ta đã có hơn 200 quốc gia đã tham gia, và công nghệ này đã có 2 trung tâm trải nghiệm, đúng không ạ? Có 2 trung tâm trải nghiệm tại Etexco Bắc và Dubai, UAE. Đó, thì kế tiếp nữa là những cái sản phẩm của chúng ta đã lần lượt ra đời, và tháng 4 này sẽ thương mại một cái đường dây số 4. Đó, và chúng ta đã ra được rất là nhiều những cái hợp đồng. À, và chúng ta đã có rất là nhiều hợp đồng, và hiện tại chúng ta đã đủ những cái pháp lý như là chứng chỉ về độ an toàn này, rồi về tốc độ này, rồi giấy phép chứng nhận này, rồi mã sàn chứng khoán eSIN này, rồi bên mà bảo vệ pháp lý cho người mà góp vốn vào doanh nghiệp này. Thì đó là những cái tiêu chí mà khi em Trinh lựa chọn một cái doanh nghiệp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để mà đi so sánh vì sao em Trinh lại chọn làm đối tác của WorkCommunity mà trong khi đó công việc truyền thống em Trinh cũng có thể kiếm tiền được. Tại sao em Trinh lại lựa chọn cái doanh nghiệp này? Thì trong khi công việc truyền thống thì tất cả mọi người biết là chúng ta đang dùng cái công sức và thời gian của chúng ta để chúng ta kiếm tiền. Anh chị nào đang làm không thì đang xây dựng cho một doanh nghiệp của bên ngoài, của ông chủ của mình đó. Chúng ta đang bỏ sức và thời gian của chúng ta để đi làm, để đổi lấy đồng tiền, là chúng ta đang chạy theo cái dòng tiền. Cái thứ hai, anh chị nào đang là những người kinh doanh nhỏ lẻ như bán cà phê, ăn uống hoặc là bán mỹ phẩm, kinh doanh tất cả nhỏ lẻ, thì có phải là anh chị mình cũng đang tạo dựng cho doanh nghiệp của mình, nhưng anh chị mình cũng đang bán sản phẩm cho công ty chứ không phải riêng cho bản thân mình. Khi anh chị mình giống như Trinh là xưa là một người bán sản phẩm, thì Trinh là một cái người bán sản phẩm cho công ty. Khi mà Trinh bỏ số lượng tiền nhiều, Trinh nhập số lượng nhiều, thì Trinh sẽ có đồng vốn lời lợi nhuận cao khi chiết xuất là cho sỉ cho lẻ. Và nếu Trinh bán được nhiều thì công ty sẽ được lợi nhuận cao, tại vì nó bán ra nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Đó là mình đang xây dựng cho công ty chứ không phải xây dựng cho riêng bản thân mình. Một ngày nào đó hệ thống mình gãy, mình không làm việc, hệ thống mình không làm việc, thì xem như anh chị mình không có một cái nguồn thu nhập. Đó là cái sự so sánh. Và ngày khi mà anh chị mình có khách hàng, anh chị mình có tiền, anh chị mình không có khách hàng, anh chị mình không có tiền. Rồi bây giờ là em Trinh sẽ so sánh về doanh nghiệp UST, WorkCommunity mà em Trinh đang làm đối tác. Ở nơi đây không nhất thiết mà anh chị mình sẽ làm toàn thời gian, mà anh chị mình có thể nha, có thể là dùng, ví dụ như anh chị mình đang làm công, anh chị mình cũng có thể làm thêm. Anh chị mình có thể làm thêm bằng cái việc là như chủ nhật anh chị mình nghỉ, anh chị mình dùng cái thời gian này để hiểu về tập đoàn như thế nào và cái lợi nhuận như thế nào. Và anh chị mình ký vào, khi mà anh chị mình đã là nhà cổ đông ha, đã là nhà cổ đông, anh chị mình có thể tài trợ 50 đô, anh chị mình cũng có thể ký vào chương trình đối tác. Hoặc là anh chị mình không tài trợ đồng vốn nào cả, nghĩa là làm việc không đồng á quý anh chị, không có cần vốn nào cả, thì anh chị mình chỉ cần tạo một cái ID của tập đoàn thôi, của doanh nghiệp, của community, đúng không, UST thôi, thì anh chị mình có thể đăng ký làm đối tác với quỹ, là anh chị mình có thể làm đối tác với vốn không đồng. Đó. Hoặc là anh chị mình có tiền thì anh chị mình bỏ tiền vào để mua sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Đó. Thứ nhất là anh chị mình được sao ạ? Được nắm giữ cổ phần doanh nghiệp.
Thứ hai nữa là anh chị mình sao ạ? Được đồng sở hữu với công nghệ. Và thời điểm bây giờ là anh chị mình được chiết khấu cao. Được chiết khấu cao nghĩa là mình còn đang mua với giá cổ phần gốc, chúng ta không phải mua cái giá cổ phần trên sàn, nên nó sẽ còn được chiết khấu cao. Và kế tiếp nữa là không giới hạn thời gian. Anh chị mình có phải là công nhân này, rồi sinh viên này, có phải là văn phòng này, có phải là những người làm công việc truyền thống, những người đã buôn bán những cái doanh nghiệp khác rồi, cũng có thể làm đối tác với Secure Work Community. Đúng là không giới hạn, những người bán vé số cũng sẽ không giới hạn. Và anh chị mình không, nếu mà như chúng ta có thể làm việc không đồng ở nơi đây, anh chị mình cũng có thể kiếm tiền. Và anh chị mình làm xây dựng cái vốn không đồng thì anh chị mình có thể là dùng cái tiền bonus đó, anh chị mình có thể rút ra xài, anh chị mình có thể là dùng cái số tiền bonus đó, và anh chị mình có thể là sao ạ? Có thể là để dùng cái số tiền để mua cái tài sản cho anh chị. Và anh mua, chị mua cái tài sản để đó, sau này cái tài sản của anh nó sẽ lớn gấp trăm gấp ngàn lần. Và thu nhập ở đây, cái ở đây Trinh làm là Trinh thích cái gì không? Thu nhập không giới hạn. Không giới hạn nghĩa là theo cái năng lực của mỗi người, ai làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ không phải giống như truyền thống là người này làm người kia ăn. Giống như bây giờ cái ép của người đi trước của Trinh, nhưng mà người đó không chịu làm, nhưng mà Trinh làm, Trinh làm nhiều thì Trinh ăn nhiều. Đó là mình, và mình có một hệ thống lớn thì chúng ta sẽ có một cái nguồn thu nhập không giới hạn. Và một cái ID của anh chị, nếu như anh chị không làm việc nhưng mà ép của anh chị làm việc, thì anh chị vẫn có lợi nhuận lâu dài bền vững tới đời con đời cháu của mình. Và cái tài sản này chúng ta được thừa kế cho tất cả con đời của đời dòng họ của mình và con cháu của mình đó. Và ở đây chúng ta được đào tạo, chúng ta có những cái kiến thức cũng như những cái leader, những người đi trước, chúng ta không cần phải mất một đồng phí nào cả. Đó là một cái tâm huyết mà vì sao mà Trinh lại chọn đây là một cái sự nghiệp của bản thân mình. Cái thứ nhất là Trinh mong muốn giúp đỡ cho tất cả nhiều người, chị em phụ nữ hoặc là những anh chị em nào đang làm việc ở trên mà mong muốn mình có một nguồn thu nhập, thì một nguồn thu nhập và kiếm thêm một cái nơi nào an toàn để xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp mà không cần vốn, thì anh chị mình có thể tham gia và hợp tác với Trinh. Và Trinh có thể là biết cái gì, giống như hành trang của Trinh đi như thế nào, vấp ngã như thế nào, Trinh có thể truyền tải lại cho tất cả những anh chị làm. Quan trọng là anh chị mình có muốn làm hay không, chứ anh chị mình muốn làm thì chắc chắn sẽ có kết quả. Đúng rồi, thừa kế là tài sản. Cái gì mà mình làm ra mà mình không thừa kế được lại cho con cháu, thì có phải là con cháu chúng ta sau này nó sẽ xây dựng lại một hệ thống mới. Giống như Trinh trước kia, Trinh là một người bán mỹ phẩm, nhưng Trinh phải là một người trải nghiệm, và Trinh biết về cái cách vận hành chăm sóc nguyên lý về da như thế nào, thì Trinh mới đi giải thích và trình bày với khách hàng được, và Trinh mới chốt được khách. Nhưng mà con của Trinh lớn lên nó không biết làm những cái việc đó, có phải là nó sẽ không tạo dựng một cái doanh nghiệp và nó cũng phải đi làm công cho ngoài. Nhưng mà ở đây Trinh đã tạo cho nó một cái doanh nghiệp, cho dù nó không làm, nhưng mà những người mà đi hệ thống Trinh họ làm thì nó vẫn có doanh thu. Và khi mình sở hữu cái tài sản ở đây, và chúng ta được đồng sở hữu với công nghệ đường dây Unitkai rồi, và một cái công nghệ này là nó đang đứng đầu toàn cầu trên thế giới, chưa có một công nghệ nào sao chép được. Và thậm chí Trinh nói với mọi người rằng khi mà anh chị mình nắm giữ được một ít cổ phần ở đây thôi, là anh chị cũng là một cái người rất là có phước, rất là có phước mới được hiểu được cái nguyên lý tại sao ngài chủ tịch Anatoly Unitsky đã bỏ hơn 40 năm để thay thế một cái ngành công nghệ, một cái công nghệ để thay cứu, để gọi là giải cứu hành tinh đó mọi người. Trinh vừa đọc cuốn sách của ngài chủ tịch Anatoly thì có một cái đoạn mà Trinh rất là tâm đắc, và mình đọc tới đây là mình nghĩ là bao nhiêu cái sự khó khăn của mình không có là gì đối với ngài. Ngài đã bị mất trắng trong 7 lần mà bị tất cả những người tài việt, những người bạn bè của ngài, khi mà ngài đi kêu gọi vốn trước năm 2012, chưa có một cái đạo luật sót kêu của tổng thống Obama ra để mà cho cộng đồng của chúng ta bây giờ được sở hữu cổ phần, đúng không ạ? Thì chúng ta được sở hữu cổ phần từ năm 2012 bắt đầu trở lên, thì chúng ta mới dùng cái đạo luật sót để kêu gọi vốn cộng đồng. Thì trước năm 2012 thì ngài chủ tịch đã rất là quá khó khăn, khi cái việc mà kêu gọi vốn thì ngài đã bị hãm hại rất là nhiều lần, kể cả cái tính mạng của ngài cũng không màng, và gia đình của ngài cũng không màng. Thì đến cái lúc mà ngài đứng trên cái bãi xe tăng, bây giờ là cái trụ sở trải nghiệm của chúng ta tại Atlantic của Bắc, thì ngài mới nói bảo là trời ơi, bây giờ là con phải làm như thế nào đây, thì để con để làm như thế nào để mà ra cái công nghệ này ra cho thế giới, để cứu cái hành tinh này đó, thì ngài hãy chỉ cho con đi. Thì ngài mới kêu gào như vậy, thì mọi người thấy là một cái người sống không vì riêng cho bản thân. Khi mà Trinh đọc cái đoạn này á,
là Trinh thấy là bản thân của mình á, cái nỗi mà khó khăn một tí xíu giống như đi chia sẻ ai đó mà không đón nhận á, mình thấy người đó không đủ kiến thức, nghĩa là người đó không đủ duyên, không đủ phước lành để mà họ nhận ra cái giá trị này. 50 đô có 1.2 triệu hoặc 100 đô hoặc nhiều hơn thế nữa để họ có thể đầu tư vào đây, họ có thể làm từ thiện được mà. Họ có thể bỏ một số tiền nhỏ để đem ra làm từ thiện cho thế giới được mà mọi người. Và làm từ thiện như thế nào là chúng ta đem góp phần xây dựng cái dự án này, là để sau này cho con cháu của chúng ta, cho gia đình của chúng ta có một cái môi trường xanh, môi trường sạch đẹp, chứ không phải là hưởng những cái khói bụi, những cái chết chóc đau thương như là tai nạn nữa. Thì có phải là lần khi mà em Trinh nghe được cái dự án này, thật đầu tiên là Trinh bỏ 500 đô chỉ là một cái người ủng hộ dự án thôi, nếu mất thì mất có 500 đô. Nhưng mà khi mà Trinh càng đọc về những cái trí tệ ngài chủ tịch, tại vì những anh chị mà đầu tư góp vốn đa phần họ chỉ nghĩ là cái quyền lợi ở đâu thôi. Có phải là anh chị mình muốn tham gia ở thị trường nào, anh chị mình đều hỏi là tôi bỏ vào đây bao nhiêu tiền, tôi sẽ có cái quyền lợi như thế nào, và tôi có cái gì ở nơi đây, chứ chưa bao giờ anh chị mình hỏi là khi mà góp vốn vào đây anh chị mình nghĩa là sẽ được cái gì cho xã hội, đúng không? Mà chưa có ai hỏi cái điều đó cả. Và tất cả mọi người đều phải có một cái quyền lợi, giống như bản thân em Trinh làm cho đối tác tập đoàn Sico World Community thì Trinh phải có cái điều gì đó Trinh mới làm. Không phải là, đương nhiên là Trinh cũng có một cái tin thiện lành là Trinh mong muốn giúp cho mọi người biết được cái dự án này đi, và giúp cho ngài chủ tịch xây dựng cái dự án này nhanh chóng ra thị trường. Nhưng mà phải có cái gì đó để Trinh ăn vào cái bụng Trinh, phải nuôi sống gia đình Trinh thì Trinh mới làm được cái điều đó, đúng không cả? Thì đây là cái cơ hội dành cho tất cả mọi người, là không cả riêng ai cả, miễn ai mong muốn. Nghĩa là cái tập đoàn, cái quỹ School Work Community này, họ không phải dùng những cái mô hình như là quảng cáo trên truyền hình YouTube các kiểu này nọ. Anh chị mình biết một lúc một phút hai phút phát trên YouTube là biết bao nhiêu tiền không, rất là đắt tiền. Nhưng Scholar quỹ không dùng cái số tiền phí đó ra cho cộng đồng, tại vì khi mà phát ở trên truyền hình YouTube đó thì nó sẽ có hai mặt. Tại vì có nhiều người ta không hiểu, không biết là cái thông tin nó có đúng hay không, có chuẩn hay không, bằng cái con người của chúng ta trải nghiệm, và chúng ta sẽ đi chia sẻ từng cái thực tế cho tất cả mọi người, có phải là nó sẽ tốt hơn, đúng không? Nó thực tế hơn với mọi người. Đó, thì Trinh có một cái công là Trinh đi xây dựng chia sẻ cho mọi người, thì Trinh có một cái hệ thống, thì quỹ nó sẽ bắt đầu trả những cái tiền hoa nớt, gọi là tiền công mọi người, đúng không? Thì ai cũng phải làm, bất cứ việc gì cũng phải có, gọi là có lợi nhuận thì mới làm, chứ không ai làm công không hết. Đó, nên là mọi người hãy nghiêm túc ha. Mọi người hãy nghiêm túc với lại cái khi mà làm đối tác quỹ ha cả nhà ha. Rồi, kế tiếp nữa là vì sao tất cả mọi người, có phải ai cũng đầu tư vào đây cũng hỏi là tôi sẽ được cái gì vào cái dự án này, tôi sẽ mất cái gì dự án này. Nhưng mà đa phần nếu ai mà không có tâm huyết, ai chỉ hờ hững với cái công việc đầu tư của mình để mong muốn kiếm lợi nhuận, thì ai cũng hỏi là tôi được cái gì không, mà chứ họ không nghĩ về cái giá trị. À, không nghĩ về đó đi. Nhưng mà những người ta hiểu được giá trị, nhưng tất cả những người đi hệ thống là ai cũng là những người đều có hiểu giá trị. Như chị Thanh Lam ở đây là cô giáo ở Cần Thơ, hơn 25 năm làm việc. À, và chào anh Công Hải ha. À, hơn 25 năm làm việc đã khi mà hiểu được giá trị, và chị cũng bắt đầu lan tỏa cái dự án này cho tất cả cộng đồng. Và khi lan tỏa cho tất cả cộng đồng thì có một người, một nói chung là phải có một trường phái tốt, có trường phái xấu, đúng không cả nhà? Trường phái tốt thì họ sẽ tôn vinh mình, họ sẽ cảm ơn mình, cảm ơn chị, giống như bản thân em Trinh khi mà chia sẻ cho mọi người, người đó đón nhận và hiểu giá trị, cảm ơn chị đã giới thiệu cho em, chia sẻ cho em một cái cộng đồng tuyệt vời như thế này, và được nắm giữ cái cơ hội cổ phần tuyệt vời như thế này. Những cái cổ phần trước thì em không được, như bây giờ nhờ chị mà em được. Nhưng mà có nhiều người nghĩ là Trinh lại đem một cái công việc này đem ra làm để hưởng cái hoa hồng, còn mất tất cả mọi người như sống như thế nào, thì không màng tới cái đó, là sai cái luật nhân quả ha mọi người ha. Làm cái gì, nói chung là Trinh hồi xưa giờ Trinh làm cái gì, hoặc là trong những người mà sống được tồn tại thì phải có biết là luật nhân quả, mình làm việc gì tốt thì chúng ta mới có cái sự bền vững. Chứ đừng nghĩ là Trinh đưa mọi người vào, hoặc tất cả mọi người anh chị ao ạt đưa mọi người vào đây để hưởng những cái tiền hoa hồng bonus. Tiền hoa hồng bonus không có nhiều đâu anh chị, chỉ trừ khi hệ thống lớn thì mới được nhiều thôi anh chị, chứ không có nhiều đâu nha. Nên đừng có nghĩ là mọi người đưa anh chị mình vào đây là chỉ hưởng được những tiền hoa nớt để làm gì làm. Không phải như vậy. Tại vì trước khi Trinh góp vốn vào đây, Trinh cũng là một người bỏ góp vốn vào đây. Nếu mà Trinh mất thì phải là Trinh cũng mất cùng giống như mọi người, đúng không ạ? Nên là khi mà đã đi hệ thống thì 10 cái tiêu chí của doanh nghiệp
của doanh nghiệp đưa ra Trinh đã đọc hết, và 10 cái tiêu chí mà khi Trinh chọn một cái doanh nghiệp, và Trinh cũng đọc cho mọi người xem nghe, và anh chị mình hãy xem từ những cái livestream trước đến những cái video mà em Trinh đưa lên thì có phải có đúng như những cái tiêu chí và doanh nghiệp của chúng ta đến thời buổi này đã thành công 99% rồi, chỉ còn 1% là thời gian mà anh chị mình không dám đầu tư thôi, đó là cái lỗi của anh chị. Mà khi mà đã thành công rồi thì tất cả mọi người happy rồi, những người đã được nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp happy rồi, mà anh chị mình còn nói đến lượt đó tôi mới góp vốn thì anh chị thua nha. Và đây là một cái cơ hội cho tất cả mọi người, tất cả người thân của chúng ta. Và anh chị mình biết sao không, nếu như chúng ta lặng thầm mà im đi cái cơ hội này thì có phải chỉ có mỗi anh chị thôi, có mỗi anh chị thôi hiểu được, anh chị mình được lợi thôi, nhưng mà người thân của chúng ta không biết thì sao? Không biết thì sao, thì họ sẽ không được tốt như mình. Giống như hồi trưa thì Trinh có rồi, cảm ơn anh Long, lâu rồi không gặp anh, em giận anh rồi. Lâu rồi, nghĩa là Trinh có chia sẻ cho người thân của mình là chị A chỉ cần 50 đô thôi, thì cô gì lớn tuổi rồi, đã làm việc làm công cho người ta mấy chục năm rồi, nhưng mà đến thời buổi nghỉ hưu về ăn uống một thời gian lại hết sạch tiền, thì Trinh mới bảo là thôi thì gì cố gắng nhín một tí xíu để góp vào vào doanh nghiệp này. Thì nhưng mà họ lại không có tiền để góp đó anh chị mình biết không. Khi mà mình đã làm ra tiền, nghĩa là mình mỗi ngày mình làm ra rất là nhiều tiền, mình kiếm tiền rất là dễ, nhưng mà để mà giữ được cái dòng tiền bền vững thì rất là khó đúng không chị. Một tháng anh chị mình có thể kiếm 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, thì có phải là anh chị mình sẽ anh chị mình sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà có khi là anh chị mình không biết cách giữ thì anh chị mình sẽ không có được tiền. Và hôm nay những cái quyền lợi mà em Trinh vừa chia sẻ cho anh chị ở đây, vì sao em Trinh chọn, đó là cái thu nhập không giới hạn. Thứ hai nữa, em Trinh giúp đỡ cho tất cả những người thân của mình và những bạn bè của mình. Và cái thứ ba nữa, Trinh mong muốn những ai mà là phụ nữ mẹ bỉm sữa, hay là những anh chị buôn bán, hoặc là anh chị mình cũng là doanh nghiệp, hoặc là những người công nhân mong muốn có thêm một cái nguồn thu nhập, thì anh chị mình có thể hợp tác với Trinh và hợp tác với quỹ Scopus Community để chúng ta có thể kiếm thêm một cái nguồn thu nhập, chứ đừng dựa thuộc vào một cái quyền thu nhập. Và bây giờ em Trinh sẽ mời một người em cũng là một người công nhân, và em Trinh đã gặp tại văn phòng, và bây giờ em ấy đã thay đổi rất là nhiều về tại sao em ấy lại chọn đây là một cái doanh nghiệp riêng cho bản thân em ấy. Và em ấy rất là tích cực, sáng đi làm, tuy là vẫn còn đi làm công nhân nhưng mà 5 giờ sáng em ấy vẫn đi lên để đọc sách, và mỗi khi có chương trình dơm nào cho đội nhóm, em ấy đều voi vào để học hỏi về kiến thức. Thì Trinh rất là ngưỡng mộ những cái người có một cái tâm tích cực như vậy, đúng không? Khi mà chúng ta người ta thường nói là khi mà chúng ta đặt niềm tin ở nơi đâu thì vũ trụ sẽ ban cho chúng ta, và khi chúng ta có ở kiến thức rồi thì chúng ta sẽ kiếm được tiền. Anh chị mình có phải thừa biết là những người ta kiếm được nhiều tiền là đa phần họ sẽ có kiến thức rất là rộng, rất là sâu thì họ mới kiếm được tiền, đúng rồi, chứ không phải khi mà ra đường mà có cái đầu rỗng rỗng toét thì không bao giờ anh chị mình kiếm được tiền. Hỏi cái gì anh chị mình cũng không biết thì anh chị mình dễ bị lừa lắm, thật sự đúng là vậy. Rồi, em Banh Nha có đây không, có thể comment cho chị biết. Và hôm nay em Trinh mời em Banh Nha đến đây để giao lưu chúng ta. Nếu anh chị mình có thể thả tim thả like cho Trinh để ủng hộ bạn ấy lên, chia sẻ cho chúng ta biết vì sao mà bạn ấy đã chọn đây là một cái doanh nghiệp riêng cho bạn, và đã lan rộng cái giá trị này, trong khi mà bạn vẫn tích cực làm việc ở công ty mà vẫn mong muốn lan tỏa cái giá trị này để dùng những cái dòng tiền mà em ấy kiếm được để tăng cái tài sản và mong muốn giúp cho em ấy thay đổi cuộc sống trong tương lai. Thì ủa vậy là anh Long Phạm, vậy là không phải anh Long lần kia, em xin lỗi, em quen một người bạn tên Long. Vậy là anh ở bên nước nào vậy anh? Ok, bây giờ em chị mời em nha. Em có thể đồng ý để có thể lên giao lưu với Trang và tất cả bạn của chị nha. Em xin lỗi anh Long nha, em không biết anh ở đâu, em tưởng đâu bạn của em. Xin chào em, cảm ơn em đã chấp nhận lời mời để vào trang tường Facebook của chị. Thì chị đã gặp em ở văn phòng Sài Gòn, và thời gian gần đây chị chỉ gặp em trong mỗi buổi Zoom thôi, và chị thấy em rất là tích cực đọc sách và tích cực vào những cái buổi học cùng đội nhóm. Và em có thể chia sẻ cho chúng ta, cho mọi người, cũng như là chị với lại cộng đồng của USP của chúng ta, cũng như trang Facebook của chị biết đến em là ở đâu, và em vì sao mà em biết đến môi trường này, và vì sao em lại chọn đây là doanh nghiệp của riêng bản thân mình.
để mà phát triển ở đây và chia sẻ đến cộng đồng. Mời em. Dạ. Không biết chị có nghe rõ em nói không ạ? Ok, chị nghe rồi. À, xin chào tất cả quý cô chú, các anh chị đang xem buổi phát livestream của chị Trinh. Thì ngày hôm nay cũng rất là vui được chị Trinh Châu mời em mời em tham gia cái tường trang cá nhân của chị để mình cùng giao lưu một tí, chia sẻ về cái cuộc sống cũng như là cái công việc của chị Trinh, hay là cũng như là cộng đồng uy tín. Thì ngày hôm nay trước khi mà để vào cái buổi chia sẻ hay là buổi trò chuyện của tối ngày hôm nay, thì mạn phép cho em nha, xin tự giới thiệu về bản thân em một chút. Em nha, là tên họ tên đầy đủ là tên Thạch Nga, em là những năm 90, em sinh ra và lớn lên. Ủa, mic đó bên em bị tắt hay sao? À, chị không nghe hả? À, rồi ok, đó rồi đó em. Là em là cái người con Khmer nhiều nghe Rồi, nó ok. Dạ, em cảm ơn bác sĩ Phong. Lâu ngày bác sĩ Phong mới ghé tường em nha. Bác sĩ Phong một xí nữa có lên giao lưu được với em không? sĩ Phong luôn. À, bác sĩ Phong kêu là em giới thiệu lại đi, hồi sớm bị bắt không nghe được. Ok, bác Phong. Ok, bác Phong. Mạng bên em bị yếu hay sao ở bên nha ơi? Mạng bên em coi mạng bên em anh nha. Em đưa đeo tai phone vô thử coi. Wi-Fi nãy năm mạng là nhỏ cũng Tiếng được tiếng không? nghe. Rồi đó, bây giờ nghe được rồi đó. À, tại vừa nãy mà bây giờ em cũng có wifi rồi, bút non im là vẫn nghe không được, vẫn 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 nghe nó bị chập chờn á em. Mình đang xài wifi hay 3G? nãy mong mà quan sát Kỳ vậy ta. Em tắt bớt dữ liệu, em tắt bớt dữ liệu bên máy em coi. Nghe nó bị dập 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 á. Hay là nếu không được thì mời bác sĩ Phong vào đi, tại vì mạng em không Bác sĩ Phong bận rồi, bác sĩ Phong bận rồi. sĩ Phong bận Rồi em nói được rồi đó, em nghe được rồi đó, được rồi đó. thì trước khi mà giới thiệu về bản thân thì nói chung là
được cơ hội mà có cơ hội là đầu nghiệp này tao biết nếu nếu thì em thấy là cái mà trong đầu là thông minh, dù nó xài bằng năng lượng mặt trời nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó giải giải quyết được cái bài toán là tắc đường, cho nên là em thấy là cái tiềm năng sau này nó sẽ là gì, là một cái công nghệ sẽ thay thế tất cả mọi công nghệ mà hiện tại, cho nên em mới là gì cơ hội để... thương hiệu gọi là công nghệ UST. Thì mà khi mà em Nha quyết định để mà mình tài trợ vốn vào tập đoàn này thì em Nha cũng dành rất là nhiều ngày, nhiều giờ em Nha vào nghe những cái buổi Zoom mà các anh chị chia sẻ về cái giá trị về cái công nghệ này, và em cũng là nghiên cứu người mà người lãnh đạo, người mà nhà sáng lập Nga Anatoly Unitsky á. Thì em vào coi thì em nói chung là tự mày mò vào kiếm thông tin rất là nhiều ngày, xong mà vào nhiều ngày tìm hiểu em mới bắt đầu là đưa ra cho mình một cái quyết định là em mới bắt đầu là tài trợ vốn. Là mới ban đầu là tại vì em cũng mất tiền nhiều sân sàn ấy, cho nên là cũng còn một tí lo ngại vì sợ cũng là đầu tư không đúng chỗ nữa. Thì em lúc ban đầu thì em cũng giống như chị Trinh ơi, Trinh nói là ban đầu thì thấy cái công nghệ nó hay, nó ý nghĩa, thì một phần mình cũng muốn đóng góp cho cái nhà khoa học này, với một phần là mình cũng muốn là gọi là mình làm một cái gì đó tích đức cho tương lai, cho thế hệ sau này đó. Thì mới đầu thì bây giờ là mình cũng chưa có nắm rõ việc cổ phần là như thế nào nữa, thì em mới nghĩ là bây giờ là thì đầu tư nhiều kênh thì cũng mất tiền rồi, chứng khoán hay là crypto hoặc là mấy cái sàn mà giao dịch gọi là lãi lãi ngày á. Em cũng mất rất nhiều kênh rồi. Rồi kinh doanh bên ngoài thì em cũng trước em cũng kinh doanh về thực phẩm chức năng thì cũng là bị nói chung là bị thất bại một lần qua cái kênh đó. Nói chung là nếu mà nói lại thì cũng hơi là nhiều bài học thất bại đó. Xong thì em biết đến cái cơ hội này thì cũng là hữu duyên thôi. Em thấy công nghệ nó hay thì em mới mới là quyết định là đầu tư là cái gói là 250 đô, em góp 50 đô mỗi mỗi tháng. Mới mới ban đầu thì mình chỉ là số tiền đó thì cũng là bây giờ là mình đầu tư ở đâu thì cũng là phải bỏ tiền hết, thì bao nhiêu đó thì cái khả năng mình đầu tư thì nếu mà mình được thì sau này mình có thể mình kiếm được một nó nhân được cho mình vài đô, tại vì mình thấy được cái những cái video mà các anh chị đăng á, thấy là lịch sử những cái tập đoàn lớn mà họ IPO họ lên sàn đó, từ lúc ban đầu chào như là chào bán như bây giờ là cái cổ phần của tập đoàn UT, cái cổ phần tập đoàn giao thông vận tải cấp 2 của mình đây thì đang là chào bán hiện tại là giá chưa được tới 1.000 đồng của Việt Nam mình nữa. Nhưng mà khi mà sau này là nếu mà nó lên lên IPO thì mình nói ví dụ như là 50 đô hay là vài vài trăm đô thì có phải là nó nhân cái số tài khoản của các anh chị mấy trăm lần mấy ngàn lần không? Bây giờ là các anh chị đi đầu tư cái thương vụ nào mà nó giúp là được cái các anh chị mà nhân được cái tài sản của mình là vài vài trăm lần mà rất là khó, thấy không? Hồi xưa bây giờ nếu mà nói theo cái sách mà cuốn sách mà Cha giàu cha nghèo của tác giả Robert Kiyosaki á, thì xưa là người ta năm 1993 người ta có nói là nếu mà các nhà mà đầu tư mà đủ điều kiện mà để mà đầu tư vào cái cổ phần doanh nghiệp trước IPO thì cái thu nhập một người trên một cá nhân là tự phải là 200 triệu đô gì đó mới một năm á, mới mới được là tham gia đầu tư sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Còn ngày hôm nay thì mình không không còn cái rào cản đó nữa, thì thay vì là cái rào cản mà mình phải có cái thu nhập cao hay là một người là phải là một năm kiếm được vài tỷ 6 7 tỷ hay là vài chục tỷ mình mới
có cơ hội nắm giữ được cái cổ phần, được đầu tư vào những cái cổ phần mà trước IPO. Nhưng mà bây giờ là có cái đạo luật George của Tổng thống Barack Obama ký xác lệnh là năm 2012, thì bây giờ nó gọi là gỡ bỏ cái rào cản đó rồi, thì cho nên là mình mới có được cái cơ hội mà người nghèo được góp vốn vào cái tập đoàn này, với một người mà không có gọi là thu nhập giống như luật bản thân em nha. Này em thì xưa giờ là lao động chân tay thôi, làm công nhân thôi, làm công ty thôi, để nói là có ngoài 100 triệu mà đầu tư những thương vụ như là mua một cái miếng đất bất động sản ngoài 100 triệu thì em không có khả năng đó rồi, còn vài triệu thì em mới có khả năng. Và xong mà khi mà mình tìm hiểu sâu thì mình hiểu được một cái nữa là cái giá trị mà khi mà những nhà đầu tư mà người ta muốn làm đối tác cho cái tập đoàn này á, thì người ta ký làm cái người mà gọi là đối tác á, là Chương đi trình làm đối tác một chương trình đối tác là làm cho cái công ty quỹ. Cái công hình ty như chị quỹ này mở là mở tiếng là bên em nghe bên em dắt, còn chị tắt tiếng là em nói được, nên là chị tắt tiếng em cứ nói nha. thì em mới 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 tìm hiểu là thì ra là các anh chị người ta đi trước đó, có rất là nhiều người người ta không có tiền mà người ta vẫn tham gia vào cái tập đoàn này được. Thì cái thứ nhất là họ cũng được là làm đối tác cho cái công ty quỹ Skywalk Community, trước gọi là cái công ty là cái công ty Sky tên 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 cũ á, gọi là cái tên Skyway. Sky Community gì đó. Còn 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 như là bây giờ thì cũng là tái thương hiệu khác, đổi tên khác rồi. Đâu thì bây giờ em mới tìm hiểu sâu lắm, bây giờ ngày hôm nay thì nếu mà mình không có tiền thì có thể là mình vào đây mình làm đối tác. Cái thứ nhất là mình giúp cho nhà khoa học này một phần, mình đi là lan tỏa, đúng không? Mình đi lan tỏa cho cộng đồng, cho bà con người ta biết đến cái công nghệ này. Cái thứ nhất là nếu mà người ta nhận nhận ra được cái cơ hội này, người ta là đồng hành với mình, thì mình cũng là một phần này mình cũng giúp được họ, sau này họ sẽ có cái cơ hội là gì, được gia tăng, được sở hữu những cái tài sản có thể là nhân vài trăm lần, đúng không? Cho nên là em mới nhận ra thì ra là mình vào đây thì mình, một là mình có thể là mình làm thêm, mình làm đối tác cho cái công ty quỹ, hai nữa có thể là mình vừa làm bên ngoài mình tích góp được cái tài chính của mình, thì mình đầu tư được khoảng bao nhiêu thì mình đầu tư, đúng không? Thì em mới bây giờ là thay vì bên ngoài thì mình làm bên ngoài thì là mình đi làm cho người khác thôi, còn ngày hôm nay thì mình làm ở đây, mình làm đối tác cho cái tập đoàn Skywalk Community này đó, một phần cũng là giúp cho cái doanh nghiệp của mình là đang đồng sở hữu, là đang đồng sở hữu mình cũng là cổ đông, mình là cũng là chủ của trong cái tập đoàn này. Thấy không? Tại sao mình không có bỏ, mình không có dành công sức để mà mình đi lan tỏa ở đây, thay vì bên ngoài mình đi làm công ty ở bên ngoài á, thì mình đang đi làm xây dựng ước mơ cho người khác thôi. Tại sao cái doanh nghiệp của mình là mình không có chú tâm, mình không có tập trung mình vào mà làm? Thì khi em nghiên cứu sâu, em nghiên cứu sâu á, em hiểu ra được cái vấn đề đó, thì em mới bắt đầu là em mới tập trung vào em làm 100%, em chịu học, em nói chung là có dung nào thì em cũng chịu vào học hết. Cái học cái thứ nhất để nâng cấp cái tư duy của mình lên, mình có thêm những cái kỹ năng để mà mình sau này mình đi truyền đạt cho những anh chị bạn bè hay là cô chú, những ai mà chưa biết đến cái cơ hội này, đâu một phần là mình được vào đây là mình được giao lưu, mình được gặp gỡ các anh chị, các những chủ doanh nghiệp lớn, những người ta là ở bên ngoài, người ta là nhiều khi là mình muốn đi gần mà mình muốn bắt chuyện với những người. Chị Trinh nói gì? Em chưa thấy chị Trinh nói. Bị mất tiếng rồi chị ơi. Trinh có nghe không? Em không nghe. Em không nghe gì luôn. Để
À, chào chị Phượng nha, chào mỉm cười nha, chào Châu Văn Lượng nha, chào Ngọc Huy Nguyễn nha. À, cảm ơn cả nhà mình đã vào xem livestream của bên tường Facebook nha. À, hôm nay vì lý do một số kỹ thuật Facebook bây giờ nó như thế đó cả nhà, mà có lúc thì nó cho, có lúc thì nó không cho thì không biết đường đâu nói. Nên là có cuộc gọi điện là nó sẽ bị dăng ra như vậy đấy, mới vừa có cuộc gọi cái này bị dăng tiếp. Rồi không thể mời được luôn à, có cuộc gọi tới nó bị dăng ra luôn à. Thanh Lam còn ở đây không cô giáo Thanh Lam ơi? À, hôm nay là cô giáo Thanh Lam cũng là em Trinh cũng vừa biết là chị ấy làm đối tác cũng rất là mạnh ở Cần Thơ, và chị ấy cũng giúp đỡ rất, hiện tại là chị cũng giúp đỡ rất là nhiều người đã biết đến doanh nghiệp này và đã góp vốn với doanh nghiệp này. Để xem có duyên mời chị không, tại sợ nhiều khi chị bận rồi sớm chị than bệnh nên là không biết có duyên hay không. Thì ở đây á, là mọi người có thấy là ở đây sẽ giúp cho tất cả chị em chúng ta như là phụ nữ ha, có thể là kiếm thêm một cái nguồn thu nhập nữa nếu như anh chị mình mong muốn thay đổi cái cuộc sống của chúng ta, mong muốn chúng ta có thêm một cái nguồn thu nhập thì ở đây có thể giúp được cho anh chị nha. Thì ở đây có thể giúp cho anh chị mình có thêm một cái nguồn thu nhập, cũng giống như là Trinh cũng như đã làm việc truyền thống cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng vì sao mà Trinh lại chọn đây là một cái doanh nghiệp của mình, vì ở đây anh chị mình không phải là vốn quá lớn, nghĩa là ở bên ngoài chúng ta làm gì đầu tư về lĩnh vực gì giống như là kinh doanh buôn bán hay ăn uống cà phê, hoặc là chúng ta kinh doanh mỗi lĩnh vực nào cũng cần phải có vốn đúng không ạ? Phải có vốn thì chúng ta mới kiếm được cái lợi nhuận, được gọi là đầu tư đúng không? Tất cả mọi kinh doanh truyền thống hay là công nghệ chúng ta đều phải đầu tư, và đầu tư như thế nào để chúng ta có thể kiếm được cái lợi nhuận, thì tất cả những người mà không không thường là những anh chị em mình là đầu tư vào những lĩnh vực tài chính đó, thì anh chị mình sẽ bị mất tiền là vì do chúng ta không có kiến thức mà chúng ta va vào những cái sân sàn thì cũng kiếm được tiền, nhưng mà anh chị mình không có kiến thức, chúng ta không cần được vốn thì chúng ta sẽ mất tiền ở thị trường đó. Còn ở cổ phần doanh nghiệp thì sao ạ? Cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta chỉ cần lựa những cái doanh nghiệp tốt, anh chị mình chỉ cần đánh giá được 10 cái tiêu chí mà em Trinh đã đánh giá cho anh chị mình xem, thì đây thì với những cái đánh giá của mọi người, mỗi cái người có mỗi cái tầm nhìn khác nhau. Đối với Trinh là 10 doanh nghiệp mà 10 cái tiêu chí đánh giá thì em thấy đây là một cái doanh nghiệp cực kỳ tiềm năng và một cái doanh nghiệp là ở ngoài thị trường chưa có. Thế nên là em Trinh đánh giá cực kỳ cao ở doanh nghiệp này. Và em Trinh đã chọn đây là một cái doanh nghiệp mà mình khởi nghiệp để bắt đầu mình làm đó. Và có rất là nhiều người họ còn sợ sệt, giống như là còn quân cứ như là mơ hồ á, mình mơ hồ, mình không không đủ cái tiêu chí để mà mình đánh giá một cái doanh nghiệp để mình tự tin để mà mình đầu tư. Thì do là chúng ta không có thời gian để mà chúng ta đọc sách, hoặc là chúng ta không có thời gian để tham khảo thị trường, không có thời gian để chúng ta tham khảo công nghệ 4.0 bây giờ nó phát triển như thế nào và cộng đồng bây giờ cần cái gì. Thì anh chị mình khi mình có thời gian mình tham khảo cái này thì mình sẽ là một cái người cập nhật thông tin, mình cập nhật thông tin tốt thì anh chị mình sẽ cập nhật sớm hơn người khác, thì anh chị mình sẽ kiếm được lợi nhuận cao hơn người khác. Đó là người ta thường nói là những người đi đầu xu hướng thì người đó là những người đầu tư thiên thần, và những người đó sẽ hưởng được cái lợi nhuận chiết khấu cao đó. Thì bây giờ anh chị mình là một cái người được nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp này, những cái yếu tố mà Trinh sàng lọc ra khi mà chúng ta được nắm giữ cái cổ phần của doanh nghiệp này, thì đầu tiên là anh chị mình sẽ hưởng được cái lợi nhuận là chiết khấu cao, là bây giờ chỉ có 700 đồng Việt Nam trên một cổ phần thôi. Thì giống như là những cái doanh nghiệp như là Apple, Facebook thì lần đầu nó phát hành ra cổ phần chỉ có 500 đồng thôi, nhưng mà lần đầu lên công chúng thì có phải là hơn 20 đô, ba hơn 30 đô trên một cổ phần. Thì cái thời gian mà anh chị mình đợi 2 năm, 3 năm, anh chị mình lời gấp mấy trăm lần, đúng không? Mấy trăm lần, thậm chí lên gấp mấy ngàn lần. Nó khác với lại anh chị mình đầu tư ở bên ngoài, giống như mình buôn bán ngoài thị trường ở bên ngoài đi, để mà một cái thương vụ nào để chúng ta có thể lợi nhuận mấy trăm lần hoặc là mấy ngàn lần trong một thời gian thì nó rất là khó đúng không ạ? Và mình không không giữ được cái số tiền của chúng ta không được gia tăng.
Có phải là nhiều người người ta nói là kiếm tiền rất là dễ, một cái câu nói này em Trinh rất là thích, kiếm tiền rất là dễ nhưng mà để giữ tiền, để phân bổ cái dòng tiền của chúng ta làm sao để mà chúng ta có một cái dòng thu nhập thụ động, cũng làm sao để cho chúng ta có một cái dòng tiền của chúng ta nó lớn mạnh lên mỗi ngày thì rất rất là khó, đúng không ạ? À? Nên là tại sao người có nhiều người người ta bây giờ thu nhập 5, 7, 10 triệu, 20 triệu mỗi tháng, họ thấy là cái cuộc sống họ khá đủ rồi. Nhưng mà khi mà họ không biết vận hành cái dòng tiền, thay vì họ thu nhập 10 triệu, 20 triệu thì họ có thể trích lũy 5%, họ phân 50%, họ có thể dùng cái số tiền đó họ tiết kiệm để họ đem đi đầu tư, chọn những doanh nghiệp tốt để đầu tư. Thì cái trong thời gian mà những bạn đó dùng tiền của họ để mà đem đi đầu tư á, thì cái dòng tiền của họ luôn phát triển liên tục, phát triển liên tục, phát triển, chứ không phải mà nằm trong ví của mình. Còn nhiều người người ta chỉ là tập trung khi mà kiếm được tiền rồi thì đó, lúc đó người ta chỉ biết gửi tiết kiệm hoặc là giữ giữ gìn thôi, chứ không biết đem đi nhân bản tiền. Nên cái khó của mọi người là nhiều người người ta chỉ biết kiếm tiền nhưng không biết vận dụng đồng tiền và không biết làm như thế nào để giúp cho đồng tiền của chúng ta tăng theo thời gian. Cái mà Trinh thích ở nơi đây là chúng ta dùng cái số tiền nhỏ nhưng mà lợi nhuận của chúng ta cao theo thời gian. Cái kế tiếp nữa là khi mà chúng ta được sở hữu một cái cổ phần của một công ty khổng lồ đang đứng đầu xu thế luôn đó. Và cái doanh nghiệp này thì anh chị mình có thấy là những chính phủ, họ chính trị gia, họ góp vốn và họ đầu tư, chứ không phải là một cái người bình thường như chúng ta mà được góp vốn và đầu tư. Chúng ta có phải là đang đứng trên vai của một người khổng lồ, một công ty tập đoàn khổng lồ trên thế giới này, chúng ta có thấy tốt không ạ? Và chúng ta được cái lợi nhuận nữa là từ việc hưởng lợi nhuận cổ tức theo một cái thực hiện một dự án, nghĩa là trước khi mà chúng ta góp vốn vào doanh nghiệp đường dây này thì chúng ta được đồng sở hữu công nghệ này và chúng ta được hưởng cái cổ tức lợi nhuận hàng năm, và sau này doanh nghiệp này nó có thể ra hàng ngàn hàng trăm công ty con, và chúng ta cũng có thể là người được góp vốn và đồng sở hữu với công ty con và chúng ta cũng được hưởng lợi nhuận ha. Kế tiếp nữa, nhận và tại sao chúng ta phải đầu tư ngay bây giờ? Ngay bây giờ là chúng ta đầu tư là chúng ta sẽ được hưởng chiết khấu cao với số tiền nhỏ, thay vì anh chị mình bỏ ngân hàng 5 triệu, 10 triệu hoặc là nhiều hơn thế nữa vào tài khoản ngân hàng của mình, nhưng mà cái số tài khoản đó nó không có giúp cho anh chị mình gia tăng trong thời gian. Ví dụ như bây giờ anh chị mình có 10 12 triệu đi, trên ví dụ 12 triệu trong 100 đô đi, trong trong 10 trong 500 đô đi, thì anh chị mình sẽ được hưởng là 10.500 cổ phần của doanh nghiệp này. Và cái định giá ngài chủ tịch Anatoly Yudkin là chúng ta đã được hưởng 10.500 đô, thì anh chị mình có thấy là anh chị mình có rất là nhiều tiền trong cái số tiền mà anh chị vận hành, đúng không? Với hơn 10 triệu mà anh chị mình đem ra, nếu mà anh chị mình muốn kinh doanh như là mở quán ăn hay mở quán cà phê hay một cái quán cóc tập tàn thì không thể đủ, đúng không? Hoặc là anh chị mình mong muốn là nhập sản phẩm về anh chị bán cũng không có đâu có vào đâu cả, nhưng mà anh chị mình nhập sản phẩm về anh bán với số tiền như vậy thì rất là nhỏ và rất là bé, và anh chị mình cũng không kiếm được cái lợi nhuận bao nhiêu. Đối với những người mẹ bỉm sữa mong muốn đi kiếm kiếm tiền, và ở nơi đây anh chị mẹ, những mẹ bỉm sữa, những bạn công nhân, những bạn mà văn phòng, những bạn mà đã là những bán những công ty sản phẩm khác rồi vẫn có thể hợp tác với quỹ Square Community, và chúng ta có thể làm với mức vốn không đồng mà như em Trinh đã chia sẻ ở nơi đây. Em Trinh thích nhất là khởi nghiệp với vốn không đồng, và anh chị mình có thể mở ra một cái ID và anh chị mình có thể học những cái hiểu được cái nguyên lý, cái tập đoàn về pháp lý của doanh nghiệp này, và anh chị mình có thể tự tin đi chia sẻ và anh chị mình cũng có thể kiếm tiền ở nơi đây đó. Nên là mẹ bỉm sữa ở nhà sử dụng một chiếc điện thoại, anh chị em mình cũng vẫn có thể có tiền, có kiếm tiền được. Và ở nay đây chúng ta có thể là phát triển bản thân được, chúng ta có thể là như hồi xưa giờ ở trường phổ thông dạy cho chúng ta về kiến thức và về gì nền giáo dục nhưng không dạy cho chúng ta về cái nền tảng làm như thế nào để chúng ta có thể vận hành đồng tiền, và chúng ta làm như thế nào để biết một cái doanh nghiệp tốt, để chúng ta đánh giá một doanh nghiệp tiềm năng. Nhưng ở nơi đây cộng đồng này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được điều đó, có phải là đích đến của con người trên chốn nhân sinh này, có phải là sự giàu có đến cuối cùng của chúng ta là cái sự tự do, đúng không ạ? Thì tất cả mọi người đều đi làm với mục đích là vì kiếm tiền thôi, chứ không có ai làm công không cả, đúng không? Vì mục đích là kiếm tiền. Nhưng chúng ta kiếm tiền trong cái sự an nhiên, chúng ta kiếm tiền trong cái sự có thể là cho chúng ta giúp được cho cộng đồng và giúp cả cho bản thân của mình và giúp cho tất cả mọi người, thì cả nhà tới đây là điều win-win với nhau, điều vui vẻ, điều hạnh phúc với nhau, và chúng ta có thể truyền đạt những cái kiến thức có thể học hỏi với nhau, đúng không ạ? Mà trong khi ngoài truyền thống thì chúng ta không làm được điều đó, ngoài truyền thống thì chúng ta chà đạp lẫn nhau mà sống, chứ chúng ta không có được một cái môi trường tốt như thế này. Chúng ta không có một cái môi trường mà chúng ta được học tập, chúng ta được trau dồi kiến thức, chúng ta có được san sẻ và gặp gỡ những giới nhân doanh nhân thành đạt trên toàn thế giới. À, ví dụ như bây giờ Trinh là một cái người bình thường nhưng mà đi ra ngoài xã hội gặp một cái người doanh nhân ở ngoài, họ làm một cái chức vụ cao như thị sĩ, tiến sĩ,
thì làm sao Trinh có thể được nói chuyện, nhưng ở môi trường này chúng ta có thể gặp những cái người đó và cùng đồng hành với những người đó, và những người đó có thể là chia sẻ những cái kiến thức, tất cả những kiến thức cho họ đối với mình đó. Thì anh chị mình thấy một cái môi trường nào tuyệt vời như vậy, và chúng ta không phải dùng cái số tiền quá lớn, và ở nơi đây khi mà chúng ta bỏ vốn vào đây chúng ta đã có cái gì vậy, cái tài sản cho bản thân mình, và cái tài sản này không ngủ yên một chỗ mà nó đang phát triển từng ngày, giống như bây giờ hiện tại là doanh nghiệp của chúng ta có hàng ngàn kỹ sư làm việc, và bây giờ ở Việt Nam bây giờ Việt Nam của Trinh Trinh đang ngủ đúng không ạ? Hết giờ Trinh đang ngủ, nhưng mà ở bên Belarus này, Dubai này, họ vẫn văn phòng làm việc, vẫn làm việc bình thường. Có phải là dòng tiền của chúng ta vẫn phát triển mỗi ngày và từng phút từng giây vẫn phát triển chứ không phải ngủ trong túi của chúng ta? Có phải là bây giờ chúng ta góp vốn 250 đô hoặc 100 hoặc 500 đô hoặc 1.000 đô hoặc 10.000 đô, nhưng mà nó có thể giúp chúng ta tăng lợi nhuận 100.000 lần hoặc vài ngàn lần hoặc là 100 vài chục ngàn lần, thì anh chị mình có thấy cái sự như thế nào? Anh chị mình có thấy là cái sự tuyệt vời, một cái sự happy mà chúng ta có thể giúp tất cả mọi người đúng không ạ? Thường á là những người mẹ bỉm sữa nè, họ thường hay giới hạn bản thân, vì chúng ta đẻ chữa rồi, chúng ta có gia đình rồi, chúng ta không còn vóc dáng đẹp đúng không, chúng ta đi ra ngoài đường làm việc cũng kém cỏi hơn người ta. Nhưng ở đây chúng ta không phân biệt loại da, không phân biệt giống tộc, không phân biệt nghèo hèn, không phân biệt giống như là cấp bậc gì cả, chỉ là quan trọng chúng ta chịu khó làm việc, và chúng ta biết được ở đây là một cái công cụ giúp cho chúng ta ra cho cộng đồng chúng ta làm một cái công việc giá trị như thế nào. Và khi mà chúng ta hiểu được cái công việc giá trị rồi thì anh chị mình sẽ làm việc không còn mệt mỏi nữa. Giống như ban đầu em Trinh đi chia sẻ công nghệ này á, thì có rất là nhiều anh chị mình không đồng tình, thì người ta sẽ nói thì mình sẽ bị nản lòng á, bây giờ thôi bây giờ tôi giữ cổ phần của riêng tôi để sau này tôi giàu, còn mấy anh chị kệ anh chị đi, tôi không quan tâm nữa, tôi mệt quá rồi đúng không? Nhưng mà khi đọc về sách Ngài Chủ tịch, Ngài đã bỏ hơn 40 năm để sáng chế ra công nghệ này để thay thế, để sau này cho con cháu của chúng ta có một cái nguồn, có một cái môi trường xanh sạch đẹp, thì cái nỗi mà em Trinh thấy là cái sự mà vượt khó khăn của mình nó rất là bé so với Ngài Chủ tịch, thì Trinh lại tiếp tục đi, và Trinh lại tiếp tục học tập, và Trinh lại tiếp tục đi chia sẻ cho mọi người. Tuy rằng nếu anh chị nào không đón nhận cũng là bình thường, vì Trinh nghĩ đó là những người không đủ duyên đến với Ngài Chủ tịch, không đủ duyên để nắm giữ cái tài sản của Ngài Chủ tịch. Thế thôi, nên là Trinh cứ tiếp tục làm, và hiện tại là Trinh cũng có một 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 à, những cái cũng một cái hệ thống cũng nho nhỏ đối với mình, nhưng cũng vài chục người đó. Thì ở bên ngoài anh chị mình có thể xây dựng ở đây một cái doanh nghiệp nhỏ lớn tùy anh chị mình. Quan trọng là anh chị mình có mong muốn để xây dựng hay không. Còn ở bên ngoài anh chị mình có thể bỏ 10 năm, 20 năm để xây dựng cái doanh nghiệp cho người khác để mà đi kiếm tiền từng đồng, có phải là anh chị mình đang đang dùng cái sức khỏe thời gian anh chị mình đang chạy theo cái đồng tiền của mình không ạ? À? Một ngày nào đó anh chị mình không còn sức khỏe nữa thì đồng tiền nó đâu có tự đi kiếm anh chị đâu. Anh chị mình không có sức khỏe thì anh chị mình sẽ không kiếm được tiền đúng không ạ? À? Nhưng ở đây thì sao? Nhưng ở đây khi mà anh chị mình đã góp vốn vào doanh nghiệp này, anh chị mình là người đồng sở hữu với doanh nghiệp này, thì cho dù anh chị mình ngủ, anh chị mình sức khỏe có già có yếu đi nữa, anh chị mình vẫn thừa kế lại cho con cái của mình, và sau này cái dòng tiền của mình lớn rồi, anh chị mình có quyền bán đi, anh chị mình có quyền giữ lại để thừa kế. Đó là một cái tài sản, trong khi anh chị mình cố gắng 10 năm 20 năm có phải là để kiếm tiền để cho con cái mình có một cái tương lai xanh đẹp. Nhưng ở đây anh chị mình có một cái phần được góp vốn, được đồng sở hữu với công nghệ dây cùng Ngài Chủ tịch, và chúng ta được có một cái danh hiệu là Save Skyway, giải cứu hành tinh, là chúng ta đang làm từ thiện rộng với tất cả cái hành tinh này. Cái biết được anh chị mình được có cơ hội để hợp tác với một người vĩ nhân trên thế giới này. Và chúng ta là một cái người cánh tay nói dài để cùng với Ngài Chủ tịch chia sẻ cái cơ hội này đến cho cộng đồng, và tất cả chúng ta ai cũng được có quyền để giàu có. Anh chị mình có thấy là cái lịch sử của Facebook không ạ? À? Có 1.000 đô thôi, sau 7 năm anh chị mình kiếm 91 tỷ. Thì quá, nói chung là đối với chúng ta chưa có đạo lực sốt từ năm 2012 thì chúng ta đâu có được nắm giữ, và cũng không ai biết để chia sẻ cho chúng ta đúng không? Và bây giờ chúng ta chỉ cần nắm giữ 1 triệu cổ phần của doanh nghiệp này thôi. 1 triệu cổ phần doanh nghiệp này một năm nó chỉ trả cho anh chị mình 2.000 đồng Việt Nam, anh chị mình có 2 tỷ trong một năm, thì anh chị mình có thể là có số tiền này anh chị mình có thể đi làm từ thiện, có thể giúp đỡ cho mọi người còn khó khăn bên ngoài, hoặc có thể giúp đỡ cho gia đình của mình được không ạ? À? Hoặc là anh chị mình có thể nắm giữ 100.000 cổ phần. 100.000 cổ phần bây giờ không có bao nhiêu cả, nhưng mà nó sẽ giúp cho anh chị mình có tiền tỷ trong tương lai, và có thể hơn
có thể hơn chục lần, có thể nâng lên chục lần hoặc trăm ngàn lần như thế nữa, thì anh chị mình có thấy là ở nơi đâu mà cho chúng ta được nhân một cái tài sản như thế không ạ? Nhưng mà Trinh sẽ, mọi người sẽ nghĩ rằng là không không có khó, đúng không? Mọi người nghĩ là không có cái gì dễ ăn, mà thật chí là trong cuộc đời này không có gì dễ ăn. Nhưng mà nếu như mà không có gì dễ ăn á, thì mọi người đã đang bỏ qua cái cơ hội của mình, đúng không ạ? Với số tiền nhỏ để trải nghiệm, anh chị mình có thể được đồng hành với công nghệ, anh chị mình có thể là làm đối tác, anh chị mình có thể kiếm được rất là nhiều nguồn thu nhập ở đây. Nhưng mà cái số tiền nhỏ và cái anh chị mình không dám bỏ một chút xíu thời gian của mình để mà anh chị mình góp vốn vào doanh nghiệp này, và anh chị mình có thể là kiếm tiền mọi lúc mọi nơi. Ở đây anh chị mình có thể vừa đi chơi, anh chị mình kiếm tiền uống cà phê, cũng có thể kiếm tiền, có thể chia sẻ cho mọi người nắm cái cơ hội này, tuyệt vời không mọi người? Đó, thì kế tiếp nữa anh chị mượn đọc đồng sở hữu với công nghệ này, được đồng sở hữu ha. Và kế tiếp nữa là cái câu này em tin Trinh rất là thích, đó là gìn giữ thiên nhiên khi góp phần vào cái việc phát triển công nghệ đường dây. Đó là khi anh chị mình được góp tiền vào đây, là anh chị mình đang góp làm từ thiện cho cả nhà, gìn giữ thiên nhiên của đất nước của chúng ta, để sau này cho con cháu của chúng ta có một cái nền tảng đẹp ha. Đấy, thế nên là em Trinh có những cái yếu tố ở đây mà để khi mà Trinh nắm bắt được cái cơ hội này, đó là đầu tiên là Trinh ủng hộ dự án của ngài chủ tịch Anatoly Wiki, nhưng kế tiếp là Trinh phải có một cái nguồn thu nhập, là Trinh nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp này và được đồng sở hữu. Cái thứ ba nữa là Trinh xây dựng một cái doanh nghiệp riêng cho bản thân mình là không giới hạn. Khi mà mọi người xây dựng bởi doanh nghiệp riêng cho bản thân mình á, thì có thể là có giới hạn hay không giới hạn tùy theo mọi người, xây dựng nhỏ hay lớn là tùy theo mọi người. Thứ sáu nữa là chúng ta được thừa kế lại cho đời sau. Đây là những cái yếu tố mà Trinh đã làm là cũng giống như là mong muốn của mình, cũng giúp đỡ cho tất cả cộng đồng. Em chào anh Đình Hùng nhé, chào Hà Nguyễn ha, chào Neo Lan nhé, chào Đặng Thi Thanh. Ở đây thì anh chị em mình có ai là cổ đông UST có thể là giơ tay, em Trinh có thể là mời mọi người lên để có thể giao lưu với tất cả những cái cộng đồng của chúng ta, để biết đâu mình có thể là chia sẻ những cái cơ hội, những cái duyên của mình khi đến đây, để có rất là nhiều người cùng cảnh ngộ với mình, họ sẽ thay đổi cái tư duy và đâu đó sẽ giúp đỡ một hai người có thể là đồng sở hữu với công nghệ này, để chúng ta có thể làm giàu với nhau, được không ạ? Nếu mà anh chị em nào mà không có thời gian để giao lưu thì Trinh sẽ tắt live stream, tại vì cũng tới giờ để mà Trinh vào đội nhóm học tập rồi. Nếu như mà anh chị em nào quan tâm tới Trinh, hoặc là muốn em Trinh nắm bắt những cái kiến thức cũng như là công nghệ này, hoặc là những cái tư duy về lĩnh vực đầu tư và phát triển giúp cho chị em chúng ta có một cái nguồn thu nhập thụ động cũng như có một cái tài sản, thì hãy follow và theo dõi em Trinh và tắt tên những người bạn của mình khi em Trinh lên live stream. Cảm ơn Hà Nguyễn đã khen ha. Rồi, bây giờ là Trinh tắt live stream để vào học tập ha mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và hẹn mọi người vào ngày mai nha. Chào cả nhà.